Xin chào các bạn. Những gì mà chúng ta ăn đó, nó sẽ góp phần vào cái việc mà làm cho chúng ta suy giảm trí nhớ các bạn. Vậy thì những cái thực phẩm nào nó làm cho chúng ta bị suy giảm trí nhớ? Thì đầu tiên trong cái danh sách này đó, đó chính là các cái thực phẩm mà nó có chứa nhiều đường với tinh bột đó các bạn. Thì khi mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta ăn nhiều đường với tinh bột vào đó, thì cơ thể của chúng ta nó phải tạo insulin đó các bạn. Và dần dần nó sẽ tạo ra một cái tình trạng là kháng insulin. Thì chúng ta càng nạp nhiều đường với tinh bột thì cái kháng insulin của chúng ta nó càng cao hơn các bạn. Và do vậy mà nó làm cho cái tế bào của chúng ta đó nó thiếu năng lượng các bạn. Mình đã giải thích ở trong một số các cái bài về cái kháng insulin và chức năng của insulin rồi. Nếu các bạn nào chưa xem, các bạn có thể là tìm lại những cái video bên dưới. Thì chúng ta biết rằng là não của chúng ta đó nó cần glucose các bạn, nó cần glucose, nhưng mà nó cần glucose khi nào các bạn ăn nhiều đường với tinh bột hay các bạn. Có nghĩa rằng là khi các bạn nhiều đường với tinh bột đó thì nó tạo ra một cái dopamine và là một cái chất gây nghiện cho não các bạn. Và do vậy mà não ta nó cứ đòi chúng ta phải ăn tinh bột, ăn hoài các bạn. Và do vậy mà các bạn sẽ thấy rằng là chừng mấy tiếng sau mà các bạn không ăn thì các bạn đói run rẩy chân tay hơn các bạn, hoặc là sáng các bạn thức dậy mà các bạn không có bữa ăn sáng là các bạn đói muốn xỉu luôn, các bạn không thể làm được gì hết. Đó, thì đó là cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là cái tình trạng kháng insulin của chúng ta đó nó bắt đầu nó cao. Còn khi mà các bạn ăn theo chế độ keto đó các bạn, và các bạn nhịn ăn gián đoạn đó, thì lúc này cơ thể của chúng ta nó tạo ra một cái năng lượng keto các bạn, và do vậy mà não của chúng ta lúc nào nó không có năng lượng hết các bạn. Thì lúc này đó não của chúng ta nó không cần glucose. Thì những cái người mà bị mất trí nhớ đó các bạn là hầu hết là bị tiểu đường ấy các bạn, tức là bị tiểu đường trước rồi sau đó mới chuyển qua là mất trí nhớ các bạn, hầu hết các bạn. Thì các bạn bị mất trí nhớ đó thì là chúng ta biết rằng là nó là suy giảm của chức năng của thần kinh đó các bạn, hoặc là những cái dây thần kinh đó, những cái kết nối của các tế bào thần kinh của các bạn đó, nó bị ngắt quãng, tức là các tế bào thần kinh nó không kết nối lại với nhau. Thì nó có nhiều nguyên do lắm các bạn. Thì thứ nhất là do các bạn thiếu nguyên liệu nữa các bạn, nguyên liệu ở đây là có thể là glucose nào, hoặc là ketone nữa các bạn, hoặc là cái DHA các bạn. DHA là một cái chất có trong dầu cá các bạn, hoặc là các khoáng chất như là electrolyte. Vậy thì đó, khi mà các bạn ăn nhiều đường với tinh bột đó, thì như vậy là cơ thể của các bạn thường xuyên đói, tức là não của các bạn nó quen với lại cái glucose rồi, và như vậy mà cái não của các bạn nó thường xuyên nó đói, và như vậy là chúng ta thấy rằng là cái não của chúng ta nó thường xuyên nó thiếu năng lượng các bạn, và như vậy mà nó chết đi, cái tế bào nó các bạn nó chết đi. Còn ngoài ra nữa là chúng ta sẽ cái não của chúng ta đó, cái tế bào não nó còn bị tổn hại đó, tức là nó còn ví dụ như các bạn bị xâm phạm nữa các bạn, ví dụ như các bạn bị va chạm các bạn, cho nên nó gây viêm sưng, hoặc là các bạn bị nhiễm hóa chất, hoặc là các bạn bị hít vô những khói bụi ô nhiễm các bạn, thì nó cũng làm cho chúng ta cái tế bào não của chúng ta đó nó bị suy thoái đi, nó chết đi. Cái thứ hai trong cái danh sách này đó, đó là các cái trans fat, tức là các thực phẩm mà mình gọi là chất béo chuyển hóa đó các bạn. Thường cái này dùng trong công nghiệp là nhiều các bạn, công nghiệp thực phẩm đó các bạn. Thì cái chất béo chuyển hóa này đó, thì khi mà các bạn ăn nhiều vào đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái mitochondria. Thì cái mitochondria đó, nó là một cái nơi, nó giống như là một cái nhà máy các bạn, nó nằm trong tế bào của chúng ta đó, nó là một cái nhà máy sản xuất năng lượng cho cơ thể của chúng ta các bạn. Và thì khi mà chúng ta ăn cái chất béo này vào đó, thì cái mitochondria này đó nó phải đốt để mà tạo ra năng lượng các bạn, nó đốt cái đó để lấy năng lượng. Thì trong quá trình thải ra nó tải, tức là nó thải ra nhiều chất thải hơn là các cái thực phẩm khác các bạn. Bởi thì đó, tức là khi mà nó thải ra nhiều chất thải như vậy đó, thì nó làm cho các tế bào của chúng ta nó các tế bào nó chết, nó càng tăng lên các bạn. Một cái nữa đó là khi mà cái trans fat này đó nó vào trong cơ thể của chúng ta đó, bởi vì nó là một cái chất béo nhân tạo nha các bạn. Và khi mà nó kết hợp với lại các cái màng tế bào ở trong tế bào trong tế bào của chúng ta đó, thì nó làm cho cái tế bào của chúng ta nó hoạt động không có bình thường các bạn. Và do vậy mà nó gây cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng như một cái nhân tạo và một cái mà tự nhiên các bạn kết hợp vô đi các bạn ha. Các bạn sẽ thấy nhất là một số người mà chúng ta đi bơm mạch đó các bạn, thấy không ạ? Cái bơm mạch thì một thời gian sau các bạn thấy cái mạch nó bị đơ ra, bởi vì những cái da hoặc những cái mô của chúng ta đó, nó là một tự nhiên mà các bạn, khi các bạn bơm cái gì khai vô đó, nó là nhân tạo. Thì do vậy các bạn sẽ thấy là một thời gian sau là cái mạch của chúng ta nó không có cảm giác các bạn, nó bị đơ. Và đồng thời đó, cái chất béo chuyển hóa này nó còn làm tăng cái chúng ta, nó tăng insulin các bạn, và do vậy nó tăng khả năng bị tiểu đường.
Vâng các bạn, cái này mình đã làm trong cái bài mà các cái thực phẩm là làm tăng cái insulin rồi. Đứng thứ ba trong cái danh sách này đó, đó chính là bột ngọt các bạn, FMG đó các bạn. Khi mà chúng ta ăn nhiều vô đó, lâu lâu chúng ta ăn một ít thì không có vấn đề gì các bạn, nhưng mà nếu các bạn ăn nhiều vô đó thì nó sẽ gây ra các vấn đề cho não của chúng ta đó các bạn. Là tại vì đó nó là một cái excitotoxin các bạn. Tức là ở đây đó, khi các bạn ăn nhiều bột ngọt vô đó, nó còn hơn đường nữa các bạn. Tức là nó làm cho cái não của chúng ta nó hưng phấn quá mức các bạn, tế bào não của chúng ta nó hưng phấn quá mức. Có nghĩa rằng là mình đại loại như là cái tế bào não nó phê thuốc đó các bạn ha. Và do vậy đó mà nó sẽ tự chết nhanh hơn các bạn, khi mà nó hết cái đó nó tự chết nhanh hơn các bạn. Và một cái nữa là cái hệ quả khác đó, khi mà các bạn nào một cái hệ quả khác khi mà chúng ta ăn thêm cái ăn nhiều bột ngọt đó, đó chính là nó làm giảm cái chức năng của tế bào các bạn. Và do vậy mà nó làm giảm cái việc sản xuất năng lượng trong cơ thể của chúng ta các bạn. Thì lúc này đó chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà cơ thể chúng ta nó không đủ năng lượng thì nó lại rơi vô cái tình trạng số 1 đó các bạn. Có nghĩa rằng là não của chúng ta, cái cơ thể chúng ta nó không có cái năng lượng sẵn cho não của chúng ta các bạn. Và do vậy đó là cái tế bào chúng ta nó không ổn định, và làm cho nó tế bào não của chúng ta đó các bạn nó rất dễ bị tổn hại và nó chết đi các bạn. Mà nhớ nó giống như là một cái heroin cho não vậy đó các bạn. Thì một số người chúng ta đó là chúng ta bị dị ứng với bột ngọt cho nên là chúng ta không ăn các bạn. Ví dụ như mình ăn vô mà bột ngọt là mình bị trúng ngay bột ngọt các bạn, bị đơ ngay cổ nè, cho nên mình biết là có bột ngọt nên mình không ăn nữa. Còn một số người chúng ta không bị các bạn, cho nên các bạn vẫn ăn thoải mái không. Cái đứng thứ tư trong cái danh sách này đó, đó chính là các cái thực phẩm mà chúng ta chiên các bạn, thực phẩm chiên, thực phẩm mà chúng ta chiên bằng dầu thực vật đó các bạn. Tức là trong cái dầu thực vật đó mà nó có quá nhiều cái omega 6 các bạn, và do vậy mà nó làm cho chúng ta ăn vô đó các bạn sẽ gây ra viêm sưng các bạn. Thì trong đó nó có não của chúng ta các bạn, nó gây nó làm cho các tế bào chúng ta bị viêm sưng. Và tệ hơn nữa là nếu mà tệ hơn nữa là nếu mà chiên dầu mà chúng ta dùng cái trans fat đó các bạn, cái dầu dùng cho công nghiệp thực phẩm đó, thì lúc này chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng thứ hai nha các bạn. Và một cái nữa mà nó còn tệ hơn nữa, tức là chúng ta sử dụng cái dầu đó chiên đi chiên lại nhiều lần các bạn, thì nó làm cho cái độc tính nó càng tăng lên nữa các bạn. Và do vậy mà nếu các bạn ở nhà mà các bạn thích ăn các cái đồ chiên xào đó, thì chúng ta nên dùng các loại dầu mà nó có tính chất ổn định nó cao hơn các bạn, ví dụ như là dầu dừa hoặc là dầu cọ không. Và chúng ta nhớ chúng ta chiên một lần nữa mà các bạn đừng có sử dụng chiên lần thứ hai. Đứng thứ năm trong cái danh sách này đó, đó chính là rượu bia các bạn. Thỉnh thoảng các bạn uống thì không vấn đề gì hết các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn uống từ ngày này qua ngày kia đó thì nó sẽ làm cho não của chúng ta nó teo lại các bạn. Tại vì rượu bia đó nó là một cái neurotoxin, tức là một cái độc cho dây thần kinh các bạn. Nó làm ngăn cái sự liên kết giữa các dây thần kinh lại với nhau các bạn. Và do vậy đó mà nó làm cho cái chức năng nó làm suy thoái cái chức năng của não của chúng ta các bạn. Thì cái này đó nó tùy vào cái trường hợp thôi các bạn. Tức là có những người đó, các bạn họ uống một ngày uống một ly hai ly rượu hoặc là bia gì đó, một hai chai đó, nó không sao các bạn. Nhưng mà có những người là mà chúng ta uống uống chút xíu thôi là chúng ta bị rồi. Tức là cơ thể của chúng ta mỗi người nó khác nhau hơn các bạn. Thì cái này chỉ có mỗi người chúng ta mới biết được rằng là cái lượng bao nhiêu các bạn uống là là các bạn cơ thể của chúng ta nó có thể chịu đựng được. Nhưng mà đó tốt nhất là mình khuyên là các bạn thỉnh thoảng các bạn uống thôi các bạn, còn bình thường các bạn không nên. Và cuối cùng trong cái danh sách này đó là cá mà nó có nhiều cái mercury các bạn, tức là thủy ngân đó. Thì chúng ta biết rằng là cá đó là ăn là nó tốt các bạn, nhưng mà với cái tức là cơ thể của chúng ta đó các bạn là nó cần những cái omega 3 hoặc là cái DHA các bạn để bảo vệ cho tế bào não. Thì cái đó nó chúng ta có từ trong các cái dầu cá các bạn, chúng ta ăn từ dầu cá mà ra. Nhưng mà chúng ta đó tức là chúng ta nên 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 phải chọn các cái loại cá nào chúng ta ăn mà nó có chứa ít mercury hơn nha các bạn. Tại tại vì đó khi mà chúng ta ăn cái cá mà nó có chứa nhiều cái mercury, tức là thủy ngân đó, thì đó lúc này đó cái mercury đó nó sẽ ngăn cái quá trình mà tự chữa lành của não các bạn. Tức là não của chúng ta nó có khả năng tự chữa lành bằng cách mà nó tạo ra những cái synapse mới, tức là những cái sự liên kết mới giữa các cái tế bào não lại với nhau. Nhưng mà cái thủy ngân nó sẽ ngăn cái quá trình này lại các bạn, và do vậy mà nó làm cho chúng ta suy giảm trí nhớ. Thì
Những cái loài cá mà nó có ít cái thủy ngân, ví dụ như là cá hồi nữa các bạn, cá mòi nữa các bạn, vân vân, thì mình thấy là những cái con cá mà nó có nhiều thủy ngân đó là những cái con cá thường là nó lớn các bạn, cá to, hoặc là nó là con cá săn mồi, hoặc là cái con cá mà nó sống lâu năm các bạn. Tại vì đó, khi mà nó săn mồi nó sẽ ăn những con cá khác, thì những con cá khác nó có mercury và do vậy nó tích tụ cái lượng mercury thủy ngân trong người nó càng ngày càng lớn các bạn. Hoặc là những con cá mà nó sống lâu năm, ví dụ có những con cá nó nhỏ thôi các bạn, nhưng mà đó nó sống lâu năm đó các bạn, nó sống cả mấy chục năm tới 100 năm luôn các bạn. Do vậy mà cái lượng mà nó tích tụ cái mercury đó rất là cao. Thì những cái loài cá mà nó có nhiều cái đó, ví dụ như là cá mập đó các bạn, nó có nhiều thủy ngân lắm các bạn. Thì đó là những cái thông tin về cái các loại thực phẩm nào mà chúng ta ăn mà nó có hại cho não của chúng ta. Và nếu như mà các bạn nào mà chúng ta có vấn đề về não thì mình khuyên là các bạn nên lập tức chúng ta không ăn những cái thực phẩm này các bạn, để tránh cho cái não của chúng ta đó nó càng ngày nó càng bị xấu đi các bạn. Và nếu các bạn chưa xem các video của mình về các cái cách chữa lành khi chúng ta bị não, chúng ta sẽ chữa lành như thế nào các bạn, hoặc là tại sao chúng ta bị mất trí nhớ vân vân, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.